Ôi, đỉnh hẹn lại lên, chào tất cả quý khách hàng thân ý, thân mến nha. Chào tất cả những anh chị đầu tư. Này, đây là đường 30 tháng 4 ha. Đường trục nối dài của tỉnh lộ 841 ngày xưa ha, giờ thành đường 30 tháng 4, đường rộng thênh thang. Đây đây mình có cái nền này đang cần kêu bán, đây là bề ngang của nó là 40 rưỡi. Sao hậu cũng 40 rưỡi luôn, dài 17,5 m. À, xin lỗi, dài 16,7 m. Sổ đỏ chính chủ. Chỉ là sang nhượng nữa là xong. Đó, là nằm ở chỗ này ha. Đường khu vực nằm ở chỗ cụm dân cư thị trấn Thường Thới Tiền ha, huyện Ngự Đồng Tháp. Đặt ở đô thị. Đây khu vực rất là đông đúc của người ở ha. Đầy tiềm năng phát triển. Cho anh em đầu tư và xin lời ha. Anh em có nhu cầu mua nền liên hệ với mình ha, qua số điện thoại 0397 037 099. Mình tên Nhàn.